kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi về Mỹ cũng đã một tuần rồi. À, sau cái thời gian một tuần đó thì cái à, cái sinh hoạt à, nó không có được bình thường lắm. À, tại vì cái múi giờ bên à, bên Mỹ và bên Việt Nam nó khác nhau. Nên chi à, hôm nay thì cũng tập dần và hôm nay cũng dậy sớm để à, làm một cái cuộn video clip chia sẻ cùng quý vị và các bạn cho nó vui. À, kính thưa quý vị và các bạn. À sau uh, những tháng ngày uh, trên quê mẹ Việt Nam thì uh, tôi cũng uh, mong là được gặp uh, tất cả các anh em bạn bè thân tình dù uh, đã biết nhau hoặc là chưa biết nhau nữa có những người cũng muốn uh, tìm gặp tôi uh, nhưng vì hoàn cảnh và công việc riêng uh, lý do cũng không thuận tiện lắm uh, nên chỉ tôi cũng không gặp được uh, tôi cũng uh, xin uh, thành thật xin lỗi uh, cùng uh, những người bạn uh, À, trước đây đã gặp rồi hoặc là chưa một lần gặp và cũng à, mong lần gặp tôi à, thì à, à, thời gian thì nói đúng ra nhiều lúc đó thì cũng à, có thời gian à, đôi lúc cũng có nhưng mà tại không có thuận tiện trong cái việc mà giao thông đó, hoặc là tôi cũng có à, vấn đề lệ thuộc vào những cái à, cái sự đi đi lại lại á ở dựa coi như là nhiều lúc mình cũng không có biết đường biết lối nhiều hoặc là à, à, Ví dụ như là mua vé máy bay hoặc là mua vé xe đò chẳng hạn tôi vậy nhờ những người thân quen à, rồi nhiều lúc những người thân quen họ có ngày thứ bảy Chủ nhật thì có xe chở đi nhưng mà mình cũng phải lệ thuộc vào những người khác thôi à, nên chi cái cái sắp xếp ấy, nhiều lúc nó cũng không có có chị chu và à, nhiều lúc trong thâm tâm mình dự định đi gặp người đó người kia nhưng rồi cũng không gặp được à, đó là những điều xảy ra ngoài ý muốn thì mong rằng à, quý vị và các bạn à, à, thông cảm cho tôi à, đó là những điều à, tôi cũng à, chia sẻ nơi đây à, thì à, mong rằng quý vị các bạn là à, sức khỏe bình an hạnh phúc rồi có một ngày nào đó trái đất quay tròn mình vẫn à, có thể có cơ hội để gặp nhau à kính thưa quý vị và các bạn à khi đi về đây rồi đêm ngủ vẫn còn nằm mơ là còn nằm ở bên việt nam á sau một cái chuyến đi thì tôi cảm thấy là nó cũng rất là dài à, trên cái hành trình nhưng mà khi mà lên máy bay rồi thì tôi chỉ là ăn bữa ăn xong là coi như là ngủ một giấc là là đến nửa đường rồi xong xong ngủ tiếp một giấc nữa thì thì là đến Mỹ rồi à nên chi nó cũng không có gì là là về sức khỏe thì cũng ok <laughs> dài đường lắm đó. nhưng mà nhưng mà tôi cũng nói thêm rằng là cái những lần tôi đi là tôi đi toàn là việt nam airlines gần đây tôi đi hạng hàng không việt nam airlines nên chi sự mà phục vụ phục vụ của hãng hàng không đó thì cũng rất là tận tình và chú đáo nên chi tôi cũng rất vui mừng thì lên ở trên đó họ cho ăn uống đầy đủ rồi cả những cái À, sắp xếp à, trong cái cuộc hành trình nói chung là nó cũng à, là rất à, chu đáo à, và máy bay bay về là à, tôi các đi các cái hãng hàng không trước kia là hàng những cái hãng hàng không mà của China hoặc là của và China Airlines hoặc và thì thường thường là họ đáp xuống thì thì đúng giờ nhưng mà Việt Nam Airlines khi nào đáp xuống phi trường cũng là sớm hơn một một hai tiếng đồng hồ, à, có khi là đến cả hai tiếng đồng hồ đáp xuống tại phi trường mỹ hoặc là phi trường tân sơn nhất ở bên nó thì ngoài sức dự định là coi như là sớm hơn à, không biết là các cái à, à, bạn phi công à, họ lái như thế nào thời tiết tốt đi như thế nào thì mình không có biết họ tăng gia tốc lên à, đó là những cái, cái mà mà tôi trải nghiệm Nên chi trước à, sau thì tôi cũng à, đi đi hàng, hàng không đó à, à, khi uh, đi trở về đây uh, thì nói đúng ra thì uh, thì những cái gì mà tôi cũng có làm mấy cuộc, uh, cuộc video clip trước rồi chia sẻ những cái cảm xúc những cái suy tư của mình về đất nước khi tôi còn ở lại thành phố uh, Sài Gòn Hồ Chí Minh uh, tôi có làm rồi nhưng mà còn có nhiều người xem lắm. À, về đây thì uh, thì bây giờ tôi còn làm tiếp, làm tiếp là những cái cái gì mình uh, uh, bà con họ hàng họ gặp mình như thế nào rồi họ thăm họ như thế nào rồi 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 mình kể lại cho họ nhưng mà kể nhiều lắm họ muốn nghe lắm nhưng mà tôi tôi nói tôi xin phép là tôi có thì giờ đủ khi đạo có dịp thì ngồi uống cà phê rồi tôi kể tiếp à, đó là những cái điều vui mừng thì khi mà đi về phi trường mỹ thì thì nói đúng ra phi trường mỹ các bà biết rồi trong cái ngày mà đột xuất họ có một cái 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 tin tức gì đó là họ khám kỳ lắm à, khám kỳ lắm nhưng mà trong lúc và những cái tôi đi về từ 14 chuyến tôi đi về thì nói đúng ra là cũng có gì trở ngại hết cả, nhưng mà có cái trở ngại thì để tôi nói cho quý vị và các bạn sau trở ngại là cái ổ yến mấy năm trước tôi con con mang về à, à, ổ yến <laughs> tôi kể câu chuyện đó thì cũng vui lắm buồn cười lắm à, nhưng mà trong cái cuộc video này thôi để, để để đó mình có những cái dịp về kể sau thì khi đi về như vậy thì nó cũng có những cái tin tức gì đột xuất hàng hóa như thế nào đó thì họ cũng khám xét kỹ lắm lần này tôi về là họ khám xét kỹ so hơn, hơn kỳ trước á. thì nói đúng ra thì tôi cũng mang về à, tôi kinh nghiệm trải nghiệm tôi mang về là tôi biết rồi về về vấn đề mà các khô với là những cái thức ăn phú cho khô hoặc là là khô rồi mà qua một nắng rồi chẳng hạn như phôi xương một nắng rồi thì thì không có sao hết nên như tôi mang về cũng rất nhiều à, bà xã tôi gom góp mang về cũng khá khá để cho bà chia sẻ cùng bà con cô bác ở bên này mà họ thèm đôi lúc họ cũng thèm những cái món gia vị của quê hương à, thì thì khi à, về đây rồi nói chung là an toàn không có gì trở ngại hết á tất cả những cái gì qua hải quan thì nó hơi lâu lâu một chút à, nhưng mà mình mình tuân theo cái pháp luật thì cũng chẳng có sợ gì cả đánh tôi à, không có làm gì đồng chạm đến pháp luật thì tôi cũng chẳng có sợ gì hết á bà xã tôi đôi lúc còn lo cho tôi đắc sợ gì hết á đối với tôi là đối với mỹ là tôi đồng chạm còn nhiều rồi tôi cũng có cái gì trở cãi đối đối với tôi hết chính ngay cái sợ thuế nữa tôi cũng chẳng có sợ gì cả tôi làm đúng rồi tôi không có sợ gì cả và tôi còn làm cái cuộc video về cái sợ thuế mà audit tôi bốn năm lần rồi à kính thưa quý vị và các bạn thì khi khi về đây thì À, có một số à, ví dụ như trà thái nguyên rồi à, à, hàng seafood à, coi như những cái hải sản à, ví dụ như mực à, bột nắng phơi xương chẳng hạn hoặc là à, những cái cá khô thì trước khi là tôi cũng chuẩn bị là coi như là mình mua gần ngày kề kề trước ngày đi một à, một một à, coi như là trước ngày đi một ngày á à, thì mình về đây có mười mấy tiếng đồng hồ thì coi như là về đây là coi như là nó vẫn còn OK, tôi à, còn lạnh đàng hoàng đóng vào thùng về đây vẫn còn lạnh như thường. À, đó là trải nghiệm của tôi. à chuyến sau về tôi cũng mang về về tiếp. <laughs> à, kính thưa quý vị và các bạn, thì à, đi về đây rồi đi sang sẻ, đi sang sẻ chia sẻ cho anh em à, những anh em, à, coi như là những đàn anh của tôi mà à, những anh em phục vụ hội chế độ trước, cũng như là à, đa số, đa số những anh em phục vụ chế độ trước có một người. À, anh uhm, em thì tôi cũng đi uh, đi uh, chia sẻ chút xíu uh, uh, cho vui thì khi mà đến gần uh, đến nói chuyện với anh em uh, mở cửa vô thì họ mừng lắm họ nói quá quá kỳ này đẹp trai quá ha kỳ này trắng ha kỳ này mập ha <cười> khỏe cảm <laughs> <laughs> ơn anh uh, đi chơi nhiều tôi thấy trên facebook trên mạng đường thông anh đi chơi quá nhiều à uh, thì bắt đầu ông à, tôi cũng tôi cũng có thì giờ lắm ông mời tôi đi vô nhà là bắt đầu hỏi hỏi chuyện tầm lắm à. rồi những người khác đã hỏi chuyện thì vậy anh có về rạch giá không hoặc là anh có về chỗ này chỗ kia không chỗ đó bây giờ tôi thấy đẹp lắm Hả? quê hương của tôi mà rạch giá nó kính thưa quý vị và các bạn tôi cũng muốn về rạch giá à nhưng mà tôi liên lạc với một người bạn tôi cũng không được nên khi tôi về đến Cần Thơ là tôi tôi quay đầu trở lại thôi ok um, tôi có người bạn rạch giá thì ông mới kể chuyện là rạch giá quê hương của ông bây giờ phát triển lớn lắm này kia ông nói là nói sao em biết vậy luôn tôi xem ở trên video của về trên uh, các mạng truyền thông á, tôi thấy tôi thấy cái chỗ tôi uh, sinh ra lớn lên bây giờ chỗ đó là nhìn không ra nữa thế này thế kia nhà rồi anh bạn nói là bây giờ thì À, anh bạn nào anh của tôi đó thì anh cũng nói là tháng 11 12 này ông về ừ. mặc dù là mặc dù là trong cái hoàn cảnh thì nó đúng ra cũng rất tội là cũng đang bị bệnh đi về phải về, về xe lăn à, trước kia thì ông có về một hai lần rồi à, nhưng mà kỳ này là à, đi à, nguyên gia đình và về ông về xe lăn à, thì ông cũng cố gắng đi về thì tôi cũng nói là anh về nhiều lúc ra về rồi rồi cái bình tĩnh của anh nó có thể là thuyên giảm tại vì mình sẽ về cảm thấy vui mừng lạc quan thì coi như là mình à, trong cái tinh thần thoải mái thì bình tĩnh nó cũng có thể thuyên giảm nên chỉ à, cái đó là những cái mà điều tôi cũng à, chia sẻ với anh bạn của tôi thôi à, rồi, rồi là à, rất vui mừng rồi ngồi nói chuyện rồi à, hỏi thăm à, cái đường đi như thế nào thì à, nói chung à, thì à, nhiều người cũng hỏi tôi và à, sau đó thì tôi cũng đi một vài người cùng cũng hỏi được xem thêm coi như giống nhau những câu chuyện hỏi là giống nhau hỏi về vấn đề giao thông về vấn đề khách sạn về vấn đề đi xuống phi trường như thế nào rồi về vấn đề trên cái chuyến máy bay, bay như thế nào để họ họ hỏi để họ họ chuẩn bị có dịp họ sẽ đi mà à, đó là những cái điều mà tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì cái gì tôi thì cái gì tôi cũng cũng những cái điều kiện những cái sự thật thì tôi cũng chia sẻ hết à, có những cái cái mình à, có những cái sự thật cả à, mình cũng nên à, đó là những cái, cái vấn đề hiển nhiên rồi à, mình cũng à, nên để chia sẻ cùng bà con cô bác nhưng mà có những cái điều thì cũng là sống để bồng à, chết cho nó à, mang đi luôn <laughs> đó là những cái sự thật à. À, thì, thì tôi tôi đi về à, thì gặp bà con ở đây thì bà con hỏi thì nói chung với chung anh bạn đó hỏi về khách sạn như thế nào Thì tôi cũng làm cuộc video tôi gửi cho anh đó về khách sạn Tôi cũng tóm tắt là tôi cũng có làm cuộc video rồi à, Tình trạng khách sạn còn an toàn và còn Còn à, à, Giá cả phải chăng thì bà con ở khách sạn thì cũng tiếp đổi rất là Là chú đáo và tận tình, tình. À, à, Nói đúng ra là đa phần như vậy à, Chứ cũng không có gì trở ngại lắm Còn về xuống phía trường à, Tầng Sơn nhất sài gòn hồ chí minh mình không đừng có mang những cái đồ gì đi mà có tính cách là coi như là quốc cấm thì ok thôi à, hoặc là có tính cách quá nhiều là có tính cách buôn bán thì đương nhiên là cái đó là, là luật của quốc gia rồi tính cách buôn bán này kia còn mang đồ tôi mang đồ đi cũng nhiều Chứ nói chung là kính thưa quý vị và các bạn tôi mang thuốc tay về cho các bạn bè anh em cũng khá nhiều nhưng không có gì trở ngại hết á à, anh em rồi à, coi như là À, thông cảm rồi thôi qua lại nhau thôi có gì đâu à, à, khi nào gặp nhau uống cà phê có pháo thôi chứ có gì đâu không có gì hết à, đó là những cái cái mà tôi đòi, nói nói à, à, nói thật như vậy à, tôi cũng gặp anh em rồi cũng giúp đỡ tôi đẩy xe ra phía trường rồi này kia thôi họ hàng hóa thì cũng qua máy thôi nhưng mình có gì cả thì mình đâu có ngại gì đâu ừ, nói chung như vậy à, mà kính thưa quý vị các bạn tôi cũng nói rằng cái chuyện mà đi đấng thì 14 chuyến tôi đi á, thì tôi và những cái người thân tôi đi không có mất mát gì một con rác ở trong sách cũng không có mất mát gì hết á à, đó là những cái cái còn bà con khác thì một số cá biệt như thế nào thì tôi không biết à, nhưng mà tôi nói thật như vậy á, tôi không mất mát gì gì hết cả một cái kim sợi chỉ ở trong đó không mất mát gì hết cả à, à, tôi nói thật vậy thôi còn cái chuyện cá xin lỗi tôi lặp lại chuyện cá biệt riêng thì đương nhiên nó đôi lúc nó cũng có những cái trường hợp cá biệt riêng thì cái đó thì mình cũng à, ok thôi ha à. thì à, đó là những cái trường hợp mà à, gọi là à, may mắn cho tôi hoặc là à, đi thì à, cái hành trình là coi như là bình an ha à. ừ. thì à, bà con à, hỏi chung quy ra tôi mà kể chuyện mọi người hỏi á, thì nó nhiều lắm nhưng mà tôi chung quy lại á, là bà con khi mà tôi đi à, tôi sang sẻ những cái à, À, chúc định về những cái món quà quà mùi vị quê hương thì nói chung là bà con hỏi về vấn đề à, bên à, à, Việt Nam à, như thế nào đường xã giao thông như thế nào à, đi như vậy thì tôi cũng kể đó à, tôi còn kể là bây giờ đi à, coi như là ngồi nói chuyện ở đây chút xíu nữa là coi như là một một tiếng sau tiếng 45 phút sau là tôi có sẽ có ở hà nội và có thể hà nội uống ly cà phê à, bay vô sài gòn liền à bay vô sài gòn ngay tối hôm đó được à thì đi máy bay thì quý vị biết rồi ở việt nam đi máy bay bà con trên cái đường giao thông à, hành trình mà đi máy bay thì đâu phải là riêng việt kiều thôi à, những cái bà con cô bác ở ở trong nước cũng đi đi, đi 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 qua đi lại coi như đi từ thành phố này đến thành phố kia là rất cái nhiều à đi học đi hành đi công tác đi thăm bà con trên cái đường giao thông hàng không và đường à, giao thông về đường bộ á, thì đi rất nhiều à, thì đi cái hệ thống giao thông thì cũng có gì trở ngại hết à, bà con có hỏi tôi về cái tiền vé máy bay thì tiền vé máy bay thì đi hà nội nhiều lúc đừng có đi ngày thường à, đừng có đi ngày 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 ngày, ngày cuối tuần à, đi ngày thường thôi nhờ bà con cô à, anh em á coi như là lên trên mạng coi xếp cái có chuyến máy bay nào là coi như là khoảng à, một triệu là coi như là đi là bay ra Hà Nội rồi một triệu chưa tới 50 đô là có thể đi bay ra Hà Nội rồi. À, có nhiều lúc là khuyến mại à, nó rẻ lắm. đó. À. À, Vì đó là những cái con à, thì bà con của hỏi tôi là đi đường bộ như thế nào thì tôi cũng nói là đi đường bộ thì bây giờ nó cũng có những cái đường đại khái dựng chứng những cái đường mà tôi đi từ ra từ Sài Gòn ra nha nha Trang Cam Ranh chỉ có 4 tiếng rưỡi thôi thì họ hỏi sao đi nhanh vậy tôi nói là bây giờ nó có đường cao tốc rồi đường cao tốc nó chạy khoảng là coi như có cái chỗ chạy 70 mau là coi như là 7642 100 mười mấy cái số một giờ á có chỗ chạy 70 75 mau là trên cái đường cao tốc á đường cao tốc xuống miền Tây cũng có á và đường cao tốc ra miền Trung cũng có và ngoài Bắc cũng có và tương lai tương lai thì tôi cũng nghe tức đa số bà con họ còn nói chuyện là tương lai Việt Nam sẽ coi như mở cái đường cao tốc ra từ coi như là từ xuyên Việt luôn À đó là điều mừng thôi. À thì tôi cũng nói là tôi cũng nói là ngày xưa thời mà 2000 cho tôi. Tôi à thời 98 thì tôi đi từ khi mà tôi về về, về 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 Việt Nam quý vị và các bạn biết không là đi đi à hồi 98 tôi đi về là coi như đi máy bay là thấy cũng là hơi vất vả từ bên này về tới Việt Nam. À, thì cũng phải đi qua quá cảnh. À, còn bây giờ thì đi à, directly à. À, đi quá cảnh thì nó cũng hơi vất vả rồi từ quá cảnh nó tôi về tại Sài Gòn Hồ Chí Minh xong rồi tôi về quê tôi ở Huế tôi đi một ngày một đêm lên quý vị các bạn đúng 24 tiếng đồng hồ cái tàu tôi cũng kể chuyện cho họ nghe cái tàu tôi đi cọc cạch cọc cạch cọc cạch như vậy <laughs> muốn giết thời gian cũng giết được ngồi cho anh em bạn bè rồi khi ngủ gà ngủ gật rồi bắt đầu khi kêu dậy rồi ngồi trắng phét với nhau cho nó qua thời gian đi rồi đúng 24 tiếng đồng hồ đúng một ngày một đêm mới tới Huế được còn bây giờ là làm cái rét của cái là tới Huế liền. À, tới Huế liền. À. Thì thì đó là những cái, cái mà tôi trải nghiệm à.